trong năm nay đây là lần thứ ba con tới tây hồ lần đầu tiên con tới vào cuối tháng 3, đầu tháng tư khi mà con tới đây có những cái tư tưởng phủ định không có tốt nhưng mà con dùng cái ý chí rất là mạnh mẽ con bảo con tới đây để thiền định để ừ. nâng cao về tâm linh để hội nhập mấy những cái bồ tát ở đây để mà thăng tiến về tâm linh thì ừ. trong vòng một ngày đến ngày hôm sau thì con đã bình an hơn ừ. thì con cảm giác là cái tâm linh của con rất là thăng chính ừ. là thắng tiến yeah, yeah. con con biết rằng lực lượng âm nó suối vậy như vậy nhưng mà con dùng một cái khẳng định rất là mạnh mẽ ừ. thì con đã trong cái thời gian đó thì con đã thiền quan âm rất là nhiều ừ. thì một ngày con có thể là thiền từ 7 đến 8 tiếng quan âm à. mà khi khi con thiền quan âm như vậy thì mấy năm nay rồi con luôn thấy có những cái ánh sáng ừ. ánh sáng con biết là ánh sáng thì ánh sáng rất là sáng và cứ dẫn cái đường âm thanh của con đi lên. Nhưng mà ừ. bản thân con là rất là an nhiên tự tại mà con ừ. rất thích là ngồi âm thanh. Okay. Và trong cái mùa tháng tư bây giờ là nó rất là nóng. Nhưng mà con lại khi mà con ngồi con trùm kín một cái sleeping bag ấy ừ. với một cái khăn. Ừ. Nhưng mà con ngồi trong con cảm giác như một mình, con ngồi trong một cái nâu đài vậy đó. Con không ảnh hưởng ai mà khi đó thì những cái giọt mồ hôi con chảy xuống thì là những cái con thấy mát lắm. <laughs> mắt thì con mới cái mắt trí huệ còn thì cho con biết là đó là những cái um, giọt mồ hôi nhưng nó mang tất cả là những dòng ánh sáng thì ừ. con cứ ngồi suốt ở cái chỗ mà thiền ấy, rất là an nhiên tự tại. Ừ. thì con mọi người hỏi làm tại sao mà con có thể chịu được nóng nhưng mà thực ra Trùng qua được cái nóng thì những cái giọt mồ hôi nó nó thành những cái ánh sáng làm cho mình rất là mát. Ừ. và lâu lâu thì thần gió cũng cho con một cái một cơn gió vào mát nó vèo quá ấy. con thích tại vì khi con ngồi con nghe lời sư phụ về à, biết uh, cảm ơn thần gió thần cây thần đất thì hầu như con cảm nhận là tất cả những vị thần đều là uh, giúp trợ hỗ Đúng trợ hồ. con đến đây để con ngồi thiền lần nào con đến đây con cũng được ngồi thiền rất là thăng tiến yeah, uh, đây là lần thứ ba con tới thì con cảm thấy rất an nhiên tiện tạ mà con cảm thấy hội nhập được ngay với cái từ trường tâm linh ở đây không có cái một cái từ trường xấu nào ảnh hưởng mm. đến 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 con nữa no, thì um,